Kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 15, đọc cuốn sách của em. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên nhé. Em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trang bìa của sách và cho biết các thông tin có trên bìa sách nhé. Đây là cuốn sách. Các em hãy quan sát bìa sách ở bên và cho biết các thông tin có trên bìa sách nào. Trong quyển sách, phần bìa sách thì chúng ta nhìn thấy đầu tiên đó là tên sách đấy. Tên của cuốn sách này là Chúng tớ được sinh ra và lớn lên như thế nào? Tiếp theo, đó là tên tác giả. Tên tác giả ở phía góc trên của quyển sách. Và phía dưới này là tên nhà xuất bản đấy. Vậy cuốn sách của em có điều gì thú vị? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài đọc ngày hôm nay. Đó là bài cuốn sách của em nhé. Đây là nội dung của bài đọc. Các em hãy chú ý lắng nghe cô giáo đọc và đọc thầm theo cô nhé. Cuốn sách của em. Mỗi cuốn sách có một tên gọi. Tên sách là hàng chữ lớn ở khoảng giữa bìa sách, thường chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Qua tên sách, em có thể biết được sách viết về điều gì. Người viết cuốn sách được gọi là tác giả. Tên tác giả thường được ghi vào phía trên của bìa sách. Nơi các cuốn sách ra đời được gọi là nhà xuất bản. Tên nhà xuất bản thường được ghi ở phía dưới bìa sách. Phần lớn, các cuốn sách đều có mục lục, thể hiện các mục chính và vị trí của chúng trong cuốn sách. Mục lục thường được đặt ở ngay sau trang bìa, cũng có khi được đặt ở cuối sách. Mỗi lần đọc một cuốn sách mới, đừng quên những điều này em nhé. Đây là bài đọc văn của tác giả Nhật Huy. Các em lưu ý khi đọc bài, chúng mình cần đọc với giọng nhẹ nhàng. Các em lưu ý trong bài đọc có một số tiếng từ khó đọc và dễ nhầm lẫn. Chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó nhé. Bây giờ các em hãy chú ý đọc thầm cho cô các từ sau. Đầu tiên, chúng mình đọc cho cô từ cuốn sách. Cuốn sách. Cô mời các em đọc lại nào. Từ tiếp theo, nhà xuất bản. Nhà xuất bản. Cô mời các em đọc lại nào. Từ tiếp theo, mục lục. Mục lục. Cô mời các em đọc lại nhé. Cô mời các em đọc lại các tiếng từ này nhé. Cuốn sách, nhà xuất bản, mục lục. Mời các em đọc lại nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã luyện đọc một số tiếng từ khó ở trong bài. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc câu văn dài nhé. Cô giáo có câu sau. Các em hãy quan sát và lắng nghe cô giáo đọc xem cô ngắt hơi ở đâu và nghỉ hơi ở đâu nhé. Tên sách thường... Tên sách là hàng chữ lớn ở khoảng giữa bìa sách, thường chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Vậy cô giáo vừa ngắt hơi ở đâu? Cô giáo ngắt hơi ở sau chữ sách.
ngắt hơi ở sau dấu phẩy, sau cụm từ dài đó là chữ đựng, và nghỉ hơi sau dấu chấm. Các em nghe cô đọc lại nhé. Tên sách là hàng chữ lớn ở khoảng giữa bìa sách, thường chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc đoạn. Đọc thầm bài và cho cô giáo biết bài đọc được chia làm mấy đoạn. Bài đọc này được chia làm 4 đoạn đấy. Đoạn 1, từ đầu đến điều gì? Đoạn 2, từ người viết cuốn sách cho đến bìa sách. Đoạn 3 là nơi các cuốn sách cho đến bìa sách. Và đoạn 4 là phần còn lại. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau lên đọc từng đoạn trong bài nhé. Đọc đoạn 1, các em sẽ đọc cả đề bài. Bây giờ các em nghe cô đọc lần 1. Lần 2, các em sẽ luyện đọc một từng đoạn nhé. Chúng ta cùng nhau luyện đọc đoạn 1. Cuốn sách của em. Mỗi cuốn sách có một tên gọi. Tên sách là hàng chữ lớn ở khoảng giữa bìa sách, thường chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Qua tên sách, em có thể biết được sách viết về điều gì? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc đoạn 1 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình nào. Chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn 2. Người viết cuốn sách được gọi là tác giả. Tên tác giả thường được ghi vào phía trên của bìa sách. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc đoạn 2 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình nào. Chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn 3. Nơi các cuốn sách ra đời được gọi là nhà xuất bản. Tên nhà xuất bản thường được ghi ở phía dưới bìa sách. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc đoạn 3 nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn 4. Phần lớn các cuốn sách đều có mục lục thể hiện các mục chính và vị trí của chúng trong cuốn sách. Mục lục thường được đặt ở ngay sau trang bìa, cũng có khi được đặt ở cuối sách. Mỗi lần đọc một cuốn sách mới, đừng quên những điều này em nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc đoạn 4 nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng đoạn trong bài cuốn sách của em. Bây giờ cô giáo sẽ giới thiệu với các em nghĩa của một số từ nhé. Từ đầu tiên, đó là từ mục lục. Các em ạ, mục lục là phần ghi tên các bài, các truyện theo số trang trong sách đấy. Tác giả. Tác giả là người làm ra tác phẩm. Nhà xuất bản là nơi cuốn sách ra đời. Như vậy chúng mình đã hiểu nghĩa của từ mục lục, tác giả và nhà xuất bản chưa? Như vậy chúng mình đã hiểu nghĩa của các từ này rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại toàn bài nhé. Các em hãy nghe cô đọc. Hãy đọc thầm theo cô. Cuốn sách của em. Mỗi cuốn sách có một tên gọi. Tên sách là hàng chữ lớn ở khoảng giữa bìa sách, thường chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Qua tên sách, em có thể biết được sách viết về điều gì? Người viết cuốn sách được gọi là tác giả. Tên tác giả thường được ghi vào phía trên của bìa sách. Nơi các cuốn sách ra đời được gọi là nhà xuất bản. Tên nhà xuất bản thường được ghi ở phía dưới bìa sách. Phần lớn các cuốn sách đều có mục lục thể hiện các mục chính và vị trí của chúng trong cuốn sách. Mục lục thường được đặt ở ngay sau trang bìa, cũng có khi được đặt ở cuối sách. Mỗi lần đọc một cuốn sách mới, đừng quên những điều này em nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc toàn bài nào.
Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc nhé, qua việc trả lời các câu hỏi của bài. Chúng mình quan sát yêu cầu số 1. Chọn từ ngữ ở cột A với nội dung thích hợp ở cột B. Cột A đó là các từ ngữ và cột B là những nội dung thích hợp với từ ngữ ở cột A đấy. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và lựa chọn từ ngữ ở cột A để nối với nội dung ở cột B theo câu thích hợp với bài học nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở đây chúng ta có thể nối tên sách. Tên sách chúng mình sẽ nối với thường chứa đựng nhiều ý nghĩa. Tác giả chúng mình nối với người viết sách, báo. Nhà xuất bản mình sẽ nối với nơi cuốn sách ra đời. Mục lục chúng ta sẽ nối với thể hiện các mục chính và vị trí của chúng. Như vậy chúng mình đã nối được từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B thích hợp rồi đấy. Chúng mình cùng nhau đọc lại nhé. Tên sách thường chứa đựng nhiều ý nghĩa. Tác giả là người viết sách, báo. Nhà xuất bản, nơi cuốn sách ra đời. Mục lục thể hiện các mục chính và vị trí của chúng. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi số 2. Qua tên sách, em có thể biết được điều gì? Các em ạ, qua tên sách, mình biết được nhiều ý nghĩa, biết sơ qua về nội dung của câu chuyện mà mình đọc đấy. Câu hỏi số 3. Sắp xếp các thông tin theo đúng trình tự của bài học. Bây giờ các em hãy quan sát các thông tin nhé. A. Tác giả. B. Mục lục. C. Tên sách. D. Nhà xuất bản. Vậy chúng mình hãy suy nghĩ xem chúng ta cần phải sắp xếp các thông tin theo đúng trình tự bài học như thế nào. Các em ạ, đầu tiên chúng mình sẽ lấy tên sách là đầu tiên. Sau đó đến tên tác giả. Rồi đến nhà xuất bản. Và cuối cùng là mục lục đấy. Như vậy chúng mình đã sắp xếp được các thông tin theo đúng trình tự của bài học. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 4 nhé. Câu hỏi số 4 như sau. Đọc mục lục ở tranh bên và cho biết phần 2 có những mục nào? B. Để tìm hiểu về cây xương rồng, em đọc trang nào? Các em ạ, chúng ta trả lời câu hỏi A như sau. Đọc phần 2, em có những mục nào? Chúng ta thần thấy phần 2 đó là có 3 mục, đó là xương rồng, thông và đước. Ý B, để tìm hiểu về cây xương rồng thì em sẽ đọc sách trang 25. Như vậy, khi đọc mục lục ở tranh thì chúng mình biết được các cái phần yêu cầu. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc qua việc trả lời các câu hỏi rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập nhé. Phần luyện tập theo văn bản chúng mình có yêu cầu như sau. Yêu cầu số 1. Sắp xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp. Các em quan sát các từ ngữ. Tác giả. Đọc sách. Cuốn sách. Ghi. Bìa sách. Hai nhóm thích hợp đó là từ ngữ chỉ người, chỉ vật. Nhóm thứ hai, từ ngữ chỉ hoạt động. Vậy chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi xem chúng mình sắp xếp từ ngữ chỉ người, vật và từ ngữ chỉ hoạt động đó là những từ nào. Đầu tiên chúng mình sắp xếp tác giả. Tác giả là tên người, chúng mình là từ ngữ chỉ người, cho nên chúng mình cho vào nhóm thứ nhất. Đọc sách là từ ngữ chỉ hoạt động của việc đọc sách,
chúng ta đưa vào phần từ ngữ chỉ hoạt động. Cuốn sách là chỉ vật, chúng mình sẽ cho vào từ ngữ chỉ người, chỉ vật. Ghi ở đây là từ ngữ chỉ hoạt động. Bìa sách là chỉ vật, chúng mình đưa vào phần từ ngữ chỉ người, chỉ vật. Như vậy chúng mình đã sắp xếp được các từ ngữ theo hai nhóm thích hợp rồi đấy. Tiếp tục yêu cầu số 2. Nói tiếp để hoàn thành câu. Câu thứ nhất, tên sách được đặt ở chấm chấm chấm. B, tên tác giả được đặt ở chấm chấm chấm. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau hoàn thiện câu ý A. Tên sách được đặt ở đâu? Theo bài đọc thì chúng mình biết được tên sách thường được đặt ở khoảng giữa của bìa sách đấy. Ý B, tên tác giả được đặt ở đâu? Tên tác giả được đặt ở phía trên của bìa sách. Như vậy, vừa rồi bài tập 2, chúng mình đã nói tiếp để hoàn thành câu phù hợp rồi đấy. Chúng mình đọc lại cả câu nhé. Tên sách được đặt ở khoảng giữa bìa sách. Tên tác giả được đặt ở phía trên của bìa sách. Như vậy, cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu